Tập đoàn AOSmith vừa ra mắt công nghệ nhận dạng lõi lọc chính hãng Refit, giúp người tiêu dùng có thể an tâm 100% khi sử dụng máy lọc nước, không lo mua phải lõi lọc kém chất lượng. Theo đó, khi thay lõi lọc, máy sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo nếu phát hiện lõi lọc giả, giúp nguồn nước đảm bảo an toàn sức khỏe và người tiêu dùng an tâm sử dụng. Bên cạnh đó, công nghệ RO Size Stream giúp loại bỏ 99,9% các kim loại nặng, vi khuẩn, hóa chất độc hại, dung môi công nghiệp tồn dư trong nước máy, giảm đáng kể lượng nước thải và tăng tuổi thọ lõi lọc gấp 1,5 lần so với công nghệ RO thông thường. Sáng tạo là một trong những giá trị cốt lõi của AOSmith. Chúng tôi có hơn 100 trung tâm nghiên cứu đẳng cấp quốc tế trên toàn thế giới, tập trung vào việc cung cấp những giải pháp tốt nhất và tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm. Với bề dày lịch sử 145 năm, AOSmith đã đóng góp hơn 140 bằng phát minh sáng chế quan trọng trong ngành lọc nước, đồng thời là một trong 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất tại Mỹ năm 2018.